6 năm trước, giáo sư Vũ Điện Biên cùng các cộng sự của mình tại Viện Tim Mạch, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã thực hiện đề tài đánh giá hiệu quả và độ an toàn của sản phẩm X Tâm Khang trong hỗ trợ điều trị suy tim mãn tính. Đây cũng là lần đầu tiên một sản phẩm hỗ trợ điều trị tim mạch được các bác sĩ tiến hành nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng. Chúng tôi tiến hành trên hai nhóm bệnh nhân có so sánh. Một bên là điều trị bằng các thuốc Tây y và với các thứ thuốc mà mình gọi là hiện nay thế giới vẫn đang điều trị kinh điển. Thế và một bên là cũng điều trị các thứ thuốc như vậy nhưng có thêm vào là X Tâm Khang. Cũng theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Điện Biên, kết quả cho thấy các triệu chứng lâm sàng, suy tim như là ho, phù, khó thở, mệt mỏi của nhóm được hỗ trợ điều trị với sản phẩm này giảm rất nhiều. Nghiên cứu này ngay sau đó đã được báo cáo tại nhiều hội thảo chuyên ngành và được đăng tải trên nhiều tạp chí khoa học tại Việt Nam. Và tháng 10 năm 2014, kết quả nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí khoa học Đời sống toàn cầu của Canada. Nó cải thiện cho các triệu chứng cho người bệnh rất là nhiều. Ví dụ như là khó thở, rồi là đau ngực. Một cái thực phẩm chức năng X Tâm Khang mà được một cái công trình báo cáo mà tôi nhớ chính xác là cái báo cáo tại cái hội nghị tim mạch toàn quốc năm 2012, lúc đó là giáo sư Phạm Gia Khải chủ trì. Một cái công trình mà do các cái nhóm tác giả Vũ Điện Biên, Phạm Nguyên Sơn, Lê Duy Thành, Nguyễn Kiều Ly vân vân báo cáo. Cái tên cái đề tài báo cáo khoa học tại hội nghị tim mạch toàn quốc này tên nó là nghiên cứu thực phẩm chức năng X Tâm Khang trong hỗ trợ điều trị suy tim mãn tính. Thế thì mục đích của cái nghiên cứu thì các tác giả người ta nêu rất rõ, tức là người ta đánh giá cái hiệu quả, cái an toàn của cái thực phẩm chức năng này. Và người ta cũng đối tượng nghiên cứu thì người ta cũng đã lựa chọn các cái đối tượng đó là 60 bệnh nhân được chẩn đoán là suy tim rồi điều trị theo cái phác đồ kinh điển trong 4 tuần, tức là dùng các cái thuốc cường tim này, lợi niệu này, ức chế men chuyển này và ức chế beta, và chia làm hai cái nhóm song song. Thế sau điều trị kinh điển một tháng ấy thì người ta chia làm hai, một bên thì tiếp tục điều trị theo Tây y, một bên thì người ta điều trị thêm cái sản phẩm X Tâm Khang. Thế thì qua cái nhóm nghiên cứu, qua cái điều trị một thời gian 3 tháng thì các tác giả cho cái nhận xét là ở cái nhóm X Tâm Khang sau 3 tháng điều trị thì các cái triệu chứng suy tim như tình trạng khó thở giảm được 12 trường hợp, chiếm 40%. Huyết áp độ 3 xuống độ 2, 4 bệnh nhân được 13,33%, phù, nhịp tim nhanh, đau ngực đều giảm. Và các cái chỉ số này có ý nghĩa là P nó nhỏ hơn 0,05, tức là có ý nghĩa thống kê. Và người ta đi đến cái kết luận là đây là cái sản phẩm X Tâm Khang có hiệu quả hỗ trợ làm giảm các triệu chứng suy tim này, làm giảm các cái tần suất nhập viện vì suy tim tiến triển và giảm cái cholesterol. Và tôi thấy rất thích cái báo cáo như thế này, và là một cái thầy thuốc đông y mà thấy có cái những cái người mà ứng dụng cái những cái sản phẩm từ thảo dược mà đưa vào điều trị một cách rất là bài bản tại một cái bệnh viện lớn của nhà nước, tôi rất mừng. Đề tài nghiên cứu của chúng tôi là nghiên cứu về đánh giá cái hiệu quả của cái sản phẩm đông dược X Tâm Khang trong điều trị hỗ trợ suy tim được tiến hành tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 từ năm 2010 đến năm 2012. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cũng đã được đăng tải trên cái tạp chí khoa học toàn cầu của Canada vào tháng 10 năm 2014. Và kết quả nghiên cứu của X Tâm Khang cũng là cơ hội để cho bác sĩ cũng như bệnh nhân có cơ hội để lựa chọn các sản phẩm uy tín và hiệu quả. Tôi thử dùng X Tâm Khang thì trên bệnh nhân anh thấy rằng bệnh nhân dùng hai viên bốn viên thì thấy thích các thiệu hai viên buổi sáng hay mình chiều sau bữa ăn, trước hay sau bữa ăn là được đấy, thì thấy rằng thế này thì là thì bệnh nhân dễ chịu hơn, thì cái cảm giác bệnh nhân dễ chịu hơn thì thế cụ thể hóa bằng cái con số, tức là điện tâm đồ và các cái xét nghiệm về sinh hóa, thế là tốt. Ai cũng cần trái tim khỏe để yêu thương.
Nhưng theo thời gian, trái tim cũng sẽ dần suy yếu. Để trái tim khỏe, Khanh uống Ích Tâm Khang mỗi ngày. Ích Tâm Khang giúp ngừa nguy cơ suy tim, giúp giảm đau thắt ngực, mệt mỏi, ho phù, khó thở. Ích Tâm Khang cải thiện tuần hoàn mạch vành. Ích Tâm Khang tăng cường sức khỏe trái tim. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Tâm Khang hỗ trợ tăng cường chức năng tim cho người bệnh tim mạch. Sản phẩm đã được kiểm chứng lâm sàng và kết quả nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí khoa học toàn cầu của Canada năm 2014.